2 mọi người. Cái clip này mình review bãi thả diều ở Lobo City. Mình đi vào hôm thứ 7. Để tới được đây thì mình đi theo hướng Điện Biên Phủ, sau đó chạy ra xa lộ Hà Nội. Sau đó rẽ vô cái đường nào mình quên rồi thì tới được Lobo City này nè. Cái khu này thì là mới xây. Có một bãi đất rất là trống, người ta xúm nhau thả diều ở đây. Dạo gần này là hot lắm á. Đi tới đây là mình hết hồn hết vía luôn. Diều quá trời là diều. Mình đâu có ngờ là vui vậy đâu. Rất là ấn tượng. Mình sợ gửi xe phía trong sẽ bị kẹt xe. Tại vì đông quá nên mình gửi phía ngoài. Một chiếc là 10.000. Sau đó hai đứa đi bộ vô. Mình có cảm giác nó giống như một ngày hội vậy đó. Vào cả tháng 3 hàng năm thì là mùa thả diều. Gió rất là mạnh. Hôm nay mình chỉ đi xem thôi chứ mình không có đi thả. Phần lớn là người ta gửi ở cái bãi xe lớn lớn này nè. Tôi nhìn thấy người ta mà tôi nôn nao hết luôn. Gì mà đông dữ. Mình không biết thì có phải hay không, nhưng mà mình nghi là cái dự án mới xây này, người ta dùng cái trò thả diều này kích thích mọi người tới đây để marketing cho dự án. Nè, cùng nhìn ngắm một vòng nha. Thôi có mấy con nó mắc lại. Cái cơ hội này á, là mấy cái cô bán nước mía, mấy cái anh bán cái viên chiên không thể nào bỏ qua. Đi tới đâu cũng được mời gọi luôn. Mình muốn xe cái viên chiên cho mình bán đi. Vô. Cả một biển người đúng nghĩa luôn. Rồi bây giờ tới lúc sống ảo nè. Bây giờ mình sẽ quay cho Duyên trước. Sau đó là tới mình nha. Để quay quá trời mà cuối cùng không thấy mặt mình đâu. Sau này nhìn lại là buồn lắm. Mình bị quay là mình ngại lắm. Mình hướng nội mà. Nên là bị cống liền. Mấy người bán nước này, người ta sẽ cho mình mượn cái thảm này. Cái thảm thì không tính tiền, chỉ tính tiền nước thôi. Cái cô bán nước mời mình như vậy đó. Mà thôi, mình đâu có ngồi để làm gì. Mình vô đây mình đi vòng vòng chơi cho vui. Mà may thật á, hôm nay mình đi ngay đúng ngày mà người ta tổ chức lễ hội. À không, lễ khai mạc khu giải trí tích hợp The City Park. Nó là một dự án trong cái khu Lobo City này nè. Mà sao mình nói giống dân sale bất động sản quá. Ở đây mình ấn tượng với hai con diều, đó là một cái con diều con rồng 7 màu này nè, rất là bự, với một con cá voi. Và cái con sứa này luôn. Cái voi còn sứa. Cái sứa bự nè. Đó có con 7 màu á. À, con nó quay rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi sâu vô trong khu bãi cỏ này luôn. Mà may mắn sao mình đi ngay hôm nay thì nghe nói có văn nghệ, có mono tóc tiên đồ á. Không biết có được tham dự không. Đi hay sao, ngay cái giờ này thì mọi thứ nó vừa đẹp luôn. Hết nắng mà mặt trời chuẩn bị lặn nữa, nhìn rất là lãng mạn. Quay trong video không thấy được cái sự to lớn. Cái mập xuống rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua khu City Park. Cái khu mà người ta chuẩn bị làm lễ khánh thành hôm nay á. Mình vô đây thì mình kiểu wow luôn, quá trời rộng. Đúng là một dự án bất động sản nhiều tiền. Nghe người ta quảng cáo thì đây là một khu phức hợp trò chơi giải trí với lại thể thao luôn. Mình nghĩ chắc là để phục vụ cho cư dân ở cái Lobo City. Bây giờ thì mình đã tới cổng cái khu này rồi. Ai muốn vào chơi thì phải mua thẻ, nạp tiền vô để chơi trò chơi. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì có hai bạn nữ lại nói với mình là mình hai bạn đó lỡ mua vé rồi. Nhưng mà có việc bận phải về nên là uổng vé quá, nên là tặng cho hai đứa mình vé này để vô chơi trò chơi với lại coi concert luôn.
mình kiểu ủa gì ta, sao mà may mắn dữ vậy. Nhưng mà thôi, người ta cho thì mình xài thôi. Vô coi thử rồi cái trong này có gì. Cái này mình phải nói thiệt nha, quảng cáo dự án khu giải trí gì mà vô toàn trò chơi trẻ em không à, toàn là nhà nhúng với xe điện đụng, được thêm mấy quầy đồ ăn nữa, có thể chơi trò chơi mà cũng chả biết là phải chơi cái gì. Thôi thì ghé mua một cái hamburger để tối nay đi đu concert thử xem như thế nào. Mình phải tranh thủ ăn tại vì 7 giờ là concert đã bắt đầu rồi. Nhưng mà phải công nhận hôm nay may mắn nha, concert thì chất lượng á, người đi xem thì không có được đông. Rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng luôn. Mình có quay record lại rất là nhiều ở mấy cái clip trong kênh của mình. Mấy bạn muốn thì có thể xem lại. Đây chính là quầy hamburger đây, 60.000 một cái. Nhờ đi coi thả diều hôm nay thì mình đã cầm được World Cup Idol Rider Mono Top Team. Thiệt sự là rất là may mắn luôn. Mình nghe nói là mua vé vào xem là tới 250 gì đó, nhưng mà cuối cùng mình được người ta cho free. Mình nghi cũng không phải do may mắn mà là một cái thế lực nào đó. Nhưng mà thôi dù sao mình cũng cảm ơn. Hôm nay là một buổi đi chơi tuyệt vời. Lúc đầu là chỉ muốn đi coi thả diều thôi, cuối cùng là thành đi đu concert luôn rồi. Tưởng đâu là có hiếu thứ hai, cuối cùng là ngày mai hiếu thứ hai mới diễn. Coi như chưa có duyên gặp hiếu thứ hai. Ok thì tới đây cũng đã hết clip rồi. Bye bye mọi người.